phá trường gà quy mô 6 tỷ đồng mỗi ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh tạm giữ hơn 40 người đánh bạc do Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1985, ngụ Bình Phước, cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua công tác nghiệp vụ, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4, Công an huyện Tân Châu phá trường gà quy mô lớn tại khu vực Cồn Đất thuộc ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 46 người và thu giữ tang vật gồm hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 10 cặp cựa gà sát, 12 mô to, 4 ô tô, 80 bàn ghế nhựa. Các nghi phạm bước đầu khai nhận trường gà trên do Thành cầm đầu. Hàng ngày, trường gà thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh đến sát phạt. Hàng ngày, trường gà này tổ chức cho trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau. Mỗi cặp gà đá cá cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày dao động từ khoảng 500 triệu đồng đến 6 tỷ đồng. Mỗi cặp gà đá, Thành thu tiền, trọng tài 10% trên số tiền cá cược của bên thắng và lấy thêm 5% tiền làm biện gà cho những người đá hàng sáo bên ngoài. Thành thu lợi trong ngày 50 đến 300 triệu đồng. T. Nhung, Công an Nhân dân.